Với gần 10 năm kinh nghiệm kinh doanh xa nhân, anh Chảo Láo Lù ở thôn Văn Hồ không khỏi lo lắng khi đến thời điểm này mới chỉ có 12 trong tổng số 32 tấn xa nhân sấy khô của gia đình được xuất bán. Giá cũng chỉ từ 370.000 đồng đến 420.000 đồng một cân, chưa bằng một nửa so với thời điểm này năm trước. Như mọi năm ấy thì tầm gọi là bán trước Tết hết rồi. Hiện tại là vẫn mọi thứ là phụ thuộc về bên Trung Quốc hết. Cũng mong là sau này là mọi thứ nhà nước hoặc thì nó làm cho giấy tờ cho qua đường chính ngạch cho nó dân tất cả thu mua với lại dân nó cũng trồng dế. Xã Phìn Ngan là thủ phủ của cây sa nhân tại Lào Cai, khi gần như toàn bộ sản lượng sa nhân của tỉnh được tập kết bởi các tư thương về Phìn Ngan, sau đó sơ chế sấy khô rồi xuất bán. Tuy nhiên, do giá bán từ cuối năm 2021 đầu năm 2022 liên tục giảm, cùng với việc thu mua không ổn định từ phía thị trường Trung Quốc, khiến lượng sa nhân khô tồn đọng chưa thể xuất bán tới gần 100 tấn. Đến giờ không năm nào như năm nay, lúc nào cũng là tháng 10, tháng 11 nó bán hết rồi. Năm nay mới tồn đến tháng 1 là chưa bán được thế nào. So với năm ngoái là tháng 1, tháng 2 này nó bán được tầm 700-800 một cân. Năm nay chỉ có hơn 300-400 rồi. Nhưng hiện nay là cái đầu ra không có đầu ra, cho nên là các hộ gia đình, các tổ hợp tác hiện nay nó vẫn đang phải bảo quản ở kho. Cho nên hiện nay là cũng một cái vấn đề khó khăn là đang tồn cái nguồn vốn của người dân. Đối với xã thì chúng tôi cũng những cái hàng hiện nay đang tồn thì đề nghị bà con bảo quản tốt để có thời điểm nào mà hợp lý, giá cả mà bà con bán được thì động viên bà con bán để lấy lại vốn. Toàn tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 1.000 tấn sa nhân khô đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Bên cạnh đầu ra không ổn định, người trồng gặp rủi ro, thì việc phát triển ồ ạt cây trồng này sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng. Vì vậy, ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không mở rộng diện tích cây sa nhân, đồng thời nghiên cứu khảo sát những cây trồng phù hợp, hiệu quả hơn để tạo sinh kế bền vững cho người dân.